Poganang vapapang urang Rachatova upasakgang Apakanchanana darunang Parikayanchanya tinang Poganang vapapangang urang Rachatova upasakgang Apakannan cha darunang Parikayan cha nyatinang Poganang wa papangurang. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu. Chẳng tội bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu là bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Bụt Tha Dạ Con Xin Phụ. À, mến mời Tin An nhé. Dạ, con kính cảm ơn chứ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu phúc cú số 139. Rajato wa upasakgam ampakkhanan cha darunang parikkhayan cha nyatinang poganang wa pappang kurang. Rajato wa upasakgam ampakkhanan khanan cha da ru nang parik kha ya yan cha nya ti nang pho cha nang qua pha phang cu rằng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Raja tuwa upan sanggam avangkana jadarunang parinkayan jayatinang pujanang wa vavangurang. Raja tuwa upan sanggam avangkana jadarunang parinkayan jayatinang pujanang wa vavangurang. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Alo, đạo tràng nghe con. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh để cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Đại Đức Tuệ Đức và con kính lễ quý sư trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 139. Rajato wa upasak gang ap phat khanang cha darunang barit kharang cha na ti nang pho gang qua ba phang hu rang. Rajato wa upasak gang ap phát khành kha nành cha đà ru năng ba rít kha rành cha nà tì năng phô gà năng qua ba phẳng hú răng. Hoặc tai vạ vua hay bị tội, bà con hay lê phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
À, con xin thực ạ. Ra cha tô qua u ba sang găng a phát khan anh cha đa ru năng bà rít kha anh cha na ti năng phô ga năng qua bảo khăn gu răng ra cha tô qua u ba sang găng a phát khan anh cha đa ru năng bà rít kha anh cha na ti năng phô ga năng qua bà phăng gu răng. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con cảm ơn chú Quát Thần Á đã bớt bài. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Xích Quang Thanh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Trễ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 139. Ra chá tô hòa ú phá xa sắc găng áp phát kha nành chá đa rú năng bá rít khá danh chá nhà tì năng bồ gà năng quá phá pan gú răng. Ra chá tô hòa ú phá sắc găng áp phát kha nành chá đa rú năng bá rít khá danh chá nhà tì năng bồ ga răng quá phá pan gú răng. Ra chá tô hòa ú phá sắc găng áp phát kha nành chá đa rú năng bá rít khá danh chá nhà tì năng bồ ga năng quá phá pan gú răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch. Dạ, hồi nãy giờ Cẩm Vân đọc Xích Nhật Quỳnh có nghe không? Dạ, bị rớt mít hồi nào không hay. Dạ. Hoặc là tai họa từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi quyền lực vua quan, bảy chịu trọng tội cáo quan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn sĩ Quang Thanh. Dạ, Cẩm Vân đã đọc bài xong, bốn mời bằng tay sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, mời bằng tay quý vị nhé. Sa thú kính cảm ơn sức cảm ơn. Nam mô Bụt Thà Giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và học giáo pháp có đưa tay được không, trích hành kiểm có đưa tay được không,
Dạ, xin cho Nhật Quỳnh biết một tín hiệu ạ. Hành Kiểm ơi, có ôn bài được không ông Hành Kiểm? Học giáo pháp có ôn bài được không? Dạ, ngồi ngoài học giáo pháp nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. Con kính cảm ơn cô chú đã cho con biết được tín hiệu. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Con xin thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú số 139. Ra cha tô và u bá sắc gần áp phát kha năng cha đà ru năng ba rít kha dần cha nhà tì năng phô gà năng quá phá quá bá phần gu rằng ra cha tô và u bá sắc gần áp phát kha năng cha đà ru năng ba rít kha dần cha nhà tì năng phô gà năng quá bá phần gu rằng ra cha tô và u bá sắc gần áp phát khả năng cha đà ru năng ba rít khá dần cha nà nhà tì năng phô gà năng quá ba phần gu răng hoặc tai vạ từ vua hoặc hay bị vu trọng tội bà con phải ly tán tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ra cha tô và u bá sắc gần áp phát khả năng cha đà ru năng ba rít khá khá dần cha nhà tí nhà tì năng phù gà năng quá ba phần gú răng ra cha tù và u bá sắc gần áp phát khà năng cha đà ru năng ba rít khá dần cha nhà tì năng phù gà năng quá ba phần gú răng. Năm là tâm tí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kính cảm ơn bác Quát Thá Ná đã đăng bài. Con xin xuống mic nhường cho vị tiếp theo. Dạ, sa thủ kính cảm ơn học giáo pháp. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, rồi sư vào, sư lại rất nét rồi. Dạ, cảm ơn quan tâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, trong khi chờ đợi sư ổn định đường truyền, con xin phép được ôn bài Pháp Cú Kinh số 139. Dạ, cảm ơn Minh Quả Tha Ná cho bài học. Ra chát tơ hoa ớ hoa sắp găng áp phát khả năng chát đà ru năng ba rít khả danh chá nhà tì năng phô gà năng và bạ phan gu răng ra cha tơ wa ơ ba sắc găng a phật kha anan cha đà ru năng ba rít kha danh cha nhà tì năng phô gà năng và ba phan gu răng hoặc tai vạ từ vua hai bị vu trọng tội bà con phải ly tán tài sản bị nát tan. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ồ, đường nét của sư nó rớt hoài. Dạ, con đại sư ông định con xin phép được kệ. Ra cha tô qua ồ bà sắp gắn áp ba kha năng cha đã ru năng bà rịch kha danh cha nhà tì năng hồ ga năng qua
bà phản gu răng ra cha trơ qua ô ba sắp găng a phát kha năn cha đã ru năng bà địch kha danh cha nhà tê năng cỡ ga năng qua bà phản gu răng. Ra cha tô qua ù ba sắp gắn a phát kha năn cha đã su năng bà địch kha danh cha nhà tỳ năng phở ga năng qua bà phan gu rằng. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền của vua hoàng. Sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chiều trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, dược bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con thấy sư té con chóng mặt luôn. Dạ không biết bây giờ sư đã được ổn định chưa bạch đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ vậy là sư ổn rồi. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ con tri ân sư. Dạ sa thú đành thai chúng. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhược bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú đành thai, nhục bình kính cảm ơn xích rạng đông minh quá thanh á xích chi na quang thanh cẩm vân hòa học giáo pháp đã hoan hỷ lên ôn bài pháp quốc kinh số 139. Dạ, nhục bình kính cảm ơn minh quá thanh á cho bài học mới. Bây giờ nhục bình kính quý vị cùng với nhục bình đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh thập hương. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu pháp quốc kinh số 140. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dư pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được niệm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hà dạp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, tám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh người khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 140. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng trên những nickname. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị.
Cuộc sống chỉ là như vậy thôi, khoảnh khắc nghe lại qua đi, khoảnh khắc thấy lại tới, khoảnh khắc ngửi, khoảnh khắc nếm, khoảnh khắc xúc chạm. Những đối tượng thị giác luôn luôn thay đổi, dầu chúng ta chấp thủ chúng thì chúng cũng không là ai cả. Những âm thanh chúng ta chấp thủ chúng cũng đã biến mất đi hoàn toàn. Những cái gì chúng ta chấp thủ trên cuộc sống này chỉ là những cái màu, cái mùi, cái sắc, cái âm thanh, cái vị, rồi những cái cảm thọ cũng luôn luôn sanh diệt. Những cái hành quẩn cũng luôn luôn sanh diệt, những cái tưởng quẩn cũng luôn luôn sanh diệt, những cái thức quẩn cũng luôn luôn sanh diệt. Bởi vì tất cả các pháp này chúng đều là duyên sanh. Như vậy, Đức Phật không dạy cho chúng ta bất cứ phương pháp nào để thực hành cả, mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta các pháp chúng xuất hiện như vậy đó. Ngài chỉ dạy pháp và luật. Và sau nhiều biến cố lịch sử thì chúng ta thấy rằng là đã có rất nhiều phương pháp dựng lên trong lời dạy của Ngài, để rồi chúng ta đánh mất đi cái nhìn chân thực về pháp là thực hiện giờ. Chúng ta là con của Đức Phật, muốn giác ngộ thì chúng ta phải tìm hiểu về cuộc sống và khoảnh khắc hiện tại ngay trong đời sống của mình. Chúng ta không cần đi tìm pháp ở đâu cả, chúng đã hiện khởi ở ngay đây rồi. Ở đâu quý vị đến cũng là được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Ở nhà của quý vị cũng đầy những cái tứ đại đang phơi bày ra đó. Quý vị cũng đang đắm nhiễm, cũng đang mê man ở trong đó. Ở môi trường chùa chiền cũng vậy, cũng chỉ có những cái tính chất này thôi. Dầu chúng ta có hiểu hay không hiểu, thì chúng ta có dựng lên như thế nào đi chăng nữa, thì bản chất của các pháp cũng chỉ là như vậy. Khi chúng ta thấy ra được đời sống này là rỗng không, cái thấy là rỗng không, cái được thấy là rỗng không, cái thấy chính là khổ, cái nghe là rỗng không, cái nghe cũng chính là khổ, cái ngửi là rỗng không, cái ngửi cũng chính là khổ, và chúng do duyên mà sanh, không ai tạo ra chúng cả. Chúng ta không thể chọn được đối tượng, cũng không thể chọn được cái thấy. Vậy thì làm sao chúng ta có thể chọn được một phương pháp để cho làm một cái gì đó? Tại sao chúng ta lại không hiểu về khoảnh khắc này là vô thường? Chỉ khi nào chúng ta thực sự có chánh niệm với khoảnh khắc ngay ở cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sáu căn đang tiếp xúc với sáu trần này, thì chúng ta mới đi đúng cái con đường bát chánh. Cái đó mới gọi là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Còn dầu chúng ta có đắc tới thiền phi tưởng xứ đi chăng nữa, thì cái đó cũng chỉ được gọi là hiện tại nạc chú và bất động mà thôi, chứ còn nó hoàn toàn không phải là tăng thượng học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Chỉ khi nào chúng ta ngay ở khoảnh khắc hiện tại này mà chúng ta nhìn nhận ra được các cái pháp từng chút một trong đời sống rỗi bình nhật của mình. Bởi vì pháp thì không thể nào mà đi tìm mà nó thấy được. Mà pháp là phải thấy ra khi nó có mặt bởi duyên của nó và rồi nó diệt đi. Thì cũng vậy, ngày nào cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay trôi đi cũng chỉ là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Ngày mai chúng ta thức dậy nó cũng chỉ là những cái pháp đó. Đời sau chúng ta thức dậy nó cũng chỉ là những cái pháp đó. Và không có một ai, không có một con người nào ở đời. Chỉ có cái được thấy, được nghe ở chỗ này, chỗ kia sanh ra và diệt đi. Đối tượng thị giác cũng vậy, màu, mùi, vị. Chính vì vậy Đức Phật mới dạy cho chúng ta là, này các tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường là như vậy đó. Như vậy thì chúng ta có thể, chúng ta thực hành một phương pháp nào đó, chúng ta cảm thấy mình rất là thành công. Và mình tưởng rằng đó là giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà thực sự
cái thấy cái nghe ở trong đời sống hàng ngày mà chúng ta hiểu được nó, nó mới là tối thượng, nó là vô cùng khó, phải không ạ? Nó khó và nó cực kỳ sâu kín. Đừng có thấy cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm này mà chúng ta có thể hiểu được nó. Chúng ta chỉ nói câu chuyện về nó chứ chúng ta hiểu được về pháp nó xuất hiện thì đó là tứ thánh đế của nó. Phải không? À, như vậy cái nghe cái thấy này không phải là hiện tại. Vậy thì chúng ta đi tìm cái gì là hiện tại đây? Chắc chắn rồi, mọi khoảnh khắc chỉ có pháp đang hiện diện và rồi biến mất thôi. Rồi chúng ta Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ đầu tràng hoan hỷ cho trong giây lát Đại Đức Tuệ Nhẫn đã rất tích lời. Dạ cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Đông ơi nhìn dùm coi sư còn online không Trần Đông? Hai chị rất trong đạo tràng còn còn online không Trần Đông? Dạ vì đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát ạ. Đặng Nông, Đặng Nông có sẵn sàng không? Có thể sẵn sàng cầm mic được để chờ sư vào. Dạ, cảm ơn Đặng Nông nha.
Dạ thưa, chúng con thỉnh đại đức tại nhẫn cầm mít ạ. Dạ cảm ơn sư đồng. Dạ sư có nghe được âm thanh của con cũng thỉnh sư ạ. Dạ chúng con cung thỉnh trời ơi sư vào rồi sư lại chạy ra, quý vị ơi không hiểu là sư không nghe hay là sư không cầm mic được. Rằng đông ơi, bây giờ làm sao? Rằng đông ơi, thôi rằng đông cầm mic tiếp đi. Dạ để đạo tràng cứ tự máy. Dạ chắc sư cầm mic không được. Dạ lúc nãy Nhật Quỳnh có điện thoại sư. Sư đang vào. Dạ anh chào sư Khá, anh Đức Khá về giao đạo tràng. Dạ dạ để bằng nào đây hả? Bây giờ thì đang đông, để một chút xíu nữa coi sư có vào được không. Đó sư vào rồi. Dạ sư có nghe được âm thanh con không, bạch đại đức tại nhẫn? Dạ cho con xin một tín hiệu ạ. À, nếu mà sư nghe âm thanh của con thì sư cho con một tín hiệu để con. Rồi vậy là sư không cầm mic được rồi. Dạ dạ một lần nữa, sư có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư à sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đại đức tại nhẫn có nghe được âm thanh con không? Dạ sư có nghe được âm thanh, cho con một tín hiệu ạ. Dạ rồi con kính nhân bích đánh sư. Dạ thưa kính bạch chư đại đức tăng, vì trục chặt rơm mắt con xin đành để ân đức tăng bảo tóm tắt và chúng ta học bài số 140. Arahang samma sambuddho phagawa phagawantang afiwademi swakato phagawata thammo thammang namassami supatipanno phagawato savakasangho sangkhang namassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin định đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phẩm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành
cúng dường đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu Ba La Mật, thấy rõ chân lý tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh đạo. Phước lành do tịnh lễ và cúng tịnh lễ và tán dương đức Tam Bảo này phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, càng các bà súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula Diêm Chúa, và kính chiêu phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, quý cô tu nữ, mong cho tất cả các vị ấy luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm diệu chi được bốn đế ngay trong đời sống của mình và chấm dứt tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết quý vị còn nghe không ạ? Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay chúng ta học câu kệ số pháp cú số 140 ạ. Con xin đọc một lần. Atha vasa agarami akki hati bas vako kayasa feda dupanno nirayang so papachati, hoặc là ngọn lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy sau khi thân hoại mạng chung, kẻ có chí tội ấy bị sanh vào địa ngục. Cái từ Atha thì chúng ta biết rồi, là hoặc là, còn cái từ Vasa nó gồm có hai cái từ hợp lại, cái từ Asa cộng với này tiếp đồng ngữ qua. Asa nó là một cái đại từ, nó đồng nghĩa nữa là một cái từ ý đăng, cái từ Asa. Thì hai cái từ này nó cũng hợp nghĩa, nó là một cái đại từ nam tánh, và câu kệ này chia theo sở thuộc cách là của kẻ ấy. Tiếp theo cái từ vựng nữa là agarami. Agarami là agara, là một cái danh từ trung tánh, chia theo đối cách số nhiều là các gian nhà hay là các căn nhà. Agi thì chúng ta biết nó là một cái danh từ nam tánh, ở câu kệ này chia theo chủ cách là ngọn lửa. Ngọn lửa. Bahati, đa hát tí, căn của nó là căn đa. Và ở đây nó chia theo động từ để hiện tại và ngôi thứ ba, là có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt. Từ Pawako, chúng ta biết là Pawako là Pawaka, là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách cũng chỉ cho ngọn lửa. Ác ký cũng là ngọn lửa, mà pa quá cá thì cũng là ngọn lửa. Còn ca giá xá, ca giá là một cái danh từ nam tánh, chia theo sở thuộc cách là của thân. Của thân. Của thân. Từ phê đá hay là phê đa là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo xuất xứ cách là từ sự hủy hoại, từ sự hoại diệt. Và tiếp theo là so papachati, thì chúng ta biết là nó là một cái hợp từ u papachati cộng với so. U papachati thì căn của nó là căn pát, tiếp đầu ngữ là upát. Cái đuôi của nó là giá cộng mít tí. Đây là một cái động từ, ở đây chia theo tha động thể. Thì hiện tại là tái sanh. Bị tái sanh. Như vậy cái gì tái sanh thưa quý vị? À, nghiệp. Nghiệp do thân khẩu ý tạo ra.
tạo ra thức tái sanh. Tiếp đầu ngữ upa là trên, căn pát là đi đến. Và ở đây thì Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch theo thể năm năm chữ là hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Ác tuệ sanh địa ngục. Dạ thưa quý vị, còn nghe nói không ạ? À, dạ tốt quá. Dạ cảm ơn cô Quang Thanh. À, chúng ta biết là có ở cái câu kệ này thì Đức Phật thuyết tới bốn cái câu kệ nè. Ngài đọc lên bốn câu kệ, khi Ngài giảng pháp xong rồi thì Ngài thuyết lên bốn cái câu kệ cảm hứng với trí tuệ của Ngài, là dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Tức là những ai mà dùng trượng, mà ví dụ như là họ cướp đất, cướp đai, hay là họ đánh đập người khác để họ đoạt cái mạng sống mà người kia không có làm gì mình á, mà tự mình dựng lên những cái sự tham chấp ác độc đó, rồi dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Chúng ta biết là Như Đà Đề Bà Đạt Đa này, hay là Đức Vua Đức Vua cha của Gia Du Đà La này, mắng chửi Đức Phật, hay là nàng Magandhiya chẳng hạn. Hoặc tai họa từ vua, hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị lát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Vậy là cái phẩm này là phẩm hình phạt. Và bốn cái câu kệ này thì được Đức Phật thuyết khi mà Ngài an ngự tại cái ngôi chùa Trúc Lâm và đề cập đến trưởng lão Mahamoggallana. Một thời thì các cái vị tu sĩ ngoại đạo họ họp bàn, bàn luận với nhau. Có người hỏi là này các đạo hữu, có biết vì lẽ gì mà Sa Môn Cồ Đàm được nhiều lợi lộc, còn chúng ta lại mất hết chăng? Thì chúng ta biết là cuộc sống của loài người thì chiến tranh về tôn giáo rất là khủng khiếp. Tất cả cũng vì lợi lộc và vì những cái xếp trước của mình vào một cái tôn thờ, một cái đấng nào đó. Và con người của chúng ta thì sanh ra với đầy những cái vô minh và phiền não. Nên là cái sự ganh tị, cái sự mà chấp ngã rất là lớn. Do vậy mà cái khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài giảng pháp và có những cái đồ chúng đệ tử, rồi sau đó những cái người cư sĩ giàu có, những cái bà la môn giàu có, người ta không còn thấy cái thuyết trước kia của
của các vị tổ sư để lại nữa, thì các vị đó đã thấy rõ được giáo pháp của Đức Phật. Thì các vị đó luôn luôn mang những cái tài sản, những cái vật thực của mình làm ra được để mà phục vụ, như là xây chùa hay là làm những cái am cốc để cho chư tăng tu học, phát triển cái con đường giới định tuệ để đạt tới thắng chiến niết bàn. Thì lúc bây giờ thì cái nhóm ngoại đạo họ mất đi những cái lợi lộc và những cái danh tiếng của họ rất là nhiều, và chuyện đó thì đương nhiên rồi, là họ phải dùng mọi cách để họ tấn công. Và chính vì vậy thì giáo pháp Đức Phật sau khi Đức Phật nhập diệt thì nó không thể tồn tại được lâu, nó chỉ tồn tại được có 500 năm thôi. Ở cái xứ sở mà khi mà ngài thành Phật, thì khi mà nhóm ngoại đạo này bây giờ cái sự ganh ghét, cái sự chống phá bắt đầu dần dần nó ngấm ngầm rồi, thì họ bàn nhau là lầy các đạo hữu, có biết vì lẽ gì mà Sa môn Cồ Đàm được nhiều lợi lộc, còn chúng ta thì mất hết chăng? Và chúng ta biết rằng giáo pháp Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là ngay như ở Miến hay ở Thái cũng vậy, người dân thì đôi khi rất là nghèo, nhưng mà đôi khi những cái ngôi chùa thì chúng ta biết là nó lộng lẫy còn hơn cả những cái cung vua nữa, hơn cả những cái cung vua, cái cung vua nó xa hoa như vậy. Mà kể cả ở Việt Nam cũng vậy, những cái ngôi chùa nó có hàng ngàn tỷ như vậy. Cái bệnh duyên nó sanh thì chúng ta biết nè, thì đương nhiên là người ta luôn luôn là đánh giá là những cái vị sư hay là những cái vị thầy rất là giàu có, chứ lại không phải là nghèo. Nhưng mà về bản thể, bản chất mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo thì chỉ có tam y bình bát thôi. Nhưng mà cái sự cúng dường của cái người Phật tử tín thí với lòng tin như vậy á, thì chúng ta thấy được rằng ở ngoài đời thì họ lại nhìn vào với con mắt khác, hoặc không có nhìn vào trong cái pháp. Thì đương nhiên thời buổi bây giờ nó cũng vậy, phải không ạ? Mặc dù các sư thì vẫn đi bát ăn ngày một bữa, nhưng mà có đôi khi có những cái phước, những cái người gia chủ họ cúng cả những cái ngôi chùa cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ như vậy. Và mấy sư thì ở trong đó, thì chỉ cần mấy sư ở trong đó mà có một vài cái ngôi chùa như vậy, thì họ sẽ cho rằng là tất cả các vị sư này đều sống trong cái sự sung sướng nhung lụa. Thì điều đó là đương nhiên rồi. Thì thời Đức Phật cũng vậy. Thì bắt đầu nhóm ngoại đạo này mới thấy rằng là bây giờ tiếng tâm và lợi lộc của mình mất hết. Và chúng ta biết là trên đời này hai cái thứ mà danh và lợi này đó, nó là cái thuốc độc, nó giết chết tất cả những cái người mà đạo đức, chứ đừng có nói là phi đạo đức, kể cả những người đạo đức mà không có dày công mà để vun bồi nhàm chán ly tham đó, thì tất cả những cái con người đó cũng đều bị hủy diệt hết. Danh và lợi nó rất là nguy hiểm. Và khi mà vị ngoại đạo hỏi như vậy thì
Bọn họ mới trả lời là chúng tôi không biết. Đạo hữu biết phải không? Thì nói rằng vâng, chúng tôi biết. Đó là một người tên là Mahamoggallana. Và ông ta lên cõi trời hỏi về phước nghiệp của chư thiên, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai làm như vậy ắt sẽ được phước báo như vậy. Ông lại xuống địa ngục hỏi về tội nghiệp của các chúng sanh ở dưới đó. Nhưng mà thực tế thì trong cái câu chuyện chúng ta phải nhớ, tức dầu ngài đến địa ngục đi chăng nữa thì ngài cũng chẳng thể vào địa ngục được. Có thể là ngài dùng thần thông ngài thấy được thôi. Chứ còn đi xuống địa ngục này kia thì chúng ta thấy rằng nó là cái câu chuyện đó, nó chúng ta phải hiểu phải rất là ấy, chứ không ngôn từ chúng ta nghĩ rằng ngài đi chui tọt xuống dưới địa ngục, không phải. Rồi ngài nói với chúng sanh ở dưới địa ngục, chúng sanh ở dưới địa ngục đang bị hình, không có thời gian để trả lời. Mà cái ngôn ngữ nó khác biệt. Thì chúng ta đọc kinh điển, chúng ta phải rất là khéo, khéo nghe và khéo loại bỏ những cái tưởng của mình. Và ông lại xuống địa ngục và hỏi về tội nghiệp của các chúng sanh dưới đó, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai làm như vậy sẽ ắt bị tội khổ như vậy đó. Mọi người nghe pháp ông ta thuyết mới mang đến dân cúng rất nhiều lễ lộc. Nếu chúng ta có thể giết chết được ông ta thì phần lễ lộc của ông ta sẽ trở về với chúng ta. Thì bọn chúng mới bàn tán như vậy, và sau khi thảo luận và tìm ra những cái giải pháp thì tất cả những cái nhóm ngoại đạo này đều đồng ý rằng dầu bằng cách nào thì chúng ta cũng phải giết chết cái ông ta và giết chết ngài Moggallana này. Và thế rồi họ bàn mưu tính kế với các tín đồ của họ và đóng góp những cái tiền vàng cho những cái tên trộm cướp và quen thói cướp giết, và đến mướn chúng với cái giá tiền như vậy. Và rồi ông Mahamoggallana này hiện tại thì ngài ở Hắc Nham, gọi là Kailas Sinaya. Và nói rằng các anh hãy đi đến đó để giết cái ông ta đi. Và bọn cướp này vì tham tiền của lên chấp nhận, và chúng tôi sẽ giết cái ông trưởng lão đó. Và chúng liền đến và xây cái đạo trường nơi chỗ ngồi của vị trưởng lão. Và biết bọn cướp vây quanh như vậy thì cốc của trưởng lão ngài thoát ra theo cái lỗ khóa và ngày bay đi mất hả? Ngài dùng cái thần thông. Và ngày ấy thì bọn chúng không còn gặp thế trưởng lão, và qua ngày hôm sau bọn cướp lại đến bao vây cốc trưởng lão lần nữa. Và trưởng lão biết vậy thì cũng dùng cái thần thông và biến mất, làm cho chúng không thể thấy được. Rồi cứ thế thì hết một tháng đầu, rồi hết một tháng nữa thì bọn cướp cũng kiên trì và cũng chưa bắt được ngài. Và đến cái tháng cuối thì quả nghiệp của ngài trong những cái tiền kiếp quá khứ nó cũng đã đủ chín mùi, và ngài suy xét là không thể né tránh được. Thì ngài biết vậy nên là không nắm mặt nữa. Như vậy thì các bậc A-la-hán thì vẫn tránh né voi giữ, ngựa giữ, kể cả là nghiệp giữ. Ngài biết là cái nghiệp đó, nhưng mà ngài tránh được, ngài vẫn cứ tránh. Không phải ngài tránh, ở đây là ngài tránh, là ngài tránh tổn hại cho chúng sanh thôi. Cho đến tránh khi nào không được nữa thì ngài sẽ xả. Ngài sẽ xả hoàn toàn với tâm thanh tịnh của mình và không có một cú uế nào.
Như vậy thì trưởng lão biết vậy nên là ngài ngài quán xét, và ngài biết vậy nên là ngài không có nắm mặt nữa, và ngài thấy nghiệp đã chín muồi rồi. Vậy là ngài chuẩn bị xả cái thân của mình, và bọn cướp đến bắt trưởng não và họ đập xương của ngài nát như là cái tấm cám rồi. Và khi thấy trưởng não đã chết thì chúng vứt xác trưởng não vào sau một cái bụi cây rộng rồi bỏ đi. Thì chúng ta biết thời bây giờ cũng vậy, ở Bangladesh đó, thì lâu lâu họ giết các nhà sư, các ngài lớn rất là dã man, cắt tay cắt chân nữa. Rồi ở bên Miến Điện, cái vùng mà có Hồi giáo cũng vậy, cũng có. Trở lại câu chuyện thì trưởng lão vào vứt vào bụi cây, thì lúc bây giờ ngài bọn chúng bọn cướp đi rồi, thì với thần thông ngài ngày về ngày ý kiến Đức Thế Tôn và ngày xin Niết Bàn. Nên là ngài dùng những cái thiền định với cái chú nguyện của ngài, ngài hoàn cái xác lại giống như đang còn sống vậy, và ngài bay đến chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, và khi đảnh lễ ngài rồi bạch rằng là ngài con sẽ Niết Bàn. Thì Đức Thế Tôn mới nói: này Mốc Ca Na Lá, thầy sẽ Niết Bàn ư? Thưa vâng bạch Thế Tôn, thầy Niết Bàn ở đâu? Bạch ngài tại xứ Hắc Nham. Nếu vậy thì này Mốc Ca Na Lá, hãy thuyết pháp của ta trước khi Niết Bàn, bậc thượng thinh văn của ta mà được như vậy, bây giờ Như Lai không còn thấy nữa. Rồi Đức ngài Múc Anh Đa Ná, ngài nói là: bạch ngài, con sẽ làm như vậy. Và trưởng não đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngài bay lên hư không và thuyết lên cái pháp thoại. Và đến ngày Đại Niết Bàn cũng giống như ngày trưởng não Sariputta. Trưởng não dùng thần thông và sắp xếp mọi cái công việc, ngài thuyết pháp xong thì trưởng não đảnh lễ Đức Thế Tôn và đi trở về trong cái khu rừng Hắc Nham, và ngài vô dư Niết Bàn ở đó. Và khi mà tin của trưởng lão bị bọn cướp ám sát được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phù Đề, thì Đức Vua A Xà Thế ra lệnh cho lính của ngài và mật thám để bắt những cái bọn sát nhân này. Và trong cái bọn chúng thì có những cái nhân vật đang nhậu rượu trong quán, và khi say lên thì tên này thòi vào lưng của cái người kia, và tên kia bị đánh đứng lên và nói ra những cái câu chuyện. Và đã để lộ cái vụ giết hại ngài ra. Thì khi mà nghe như vậy thì Đức Vua cho bắt bọn cướp và phán hỏi: phải chúng bay đã ám sát chuyện não chăng? Thì Tâu Đại Vương: phải. Ai xúi biểu như vậy? Thì Tâu Đại Vương là các cái sa môn võ thể. Thì Đức Vua mới bắt tất cả những cái vị sa môn võ thể này và chôn chung với 500 tên cướp trước cái sân chầu dưới những cái hố cá nhân và tới dúng, và bên trên thì phủ rơm rồi châm lửa đốt. Mà khi mà biết các cái tội nhân đã bị thiêu thì Đức Vua lại sai lấy cày sắt và cày qua cày lại cho lát thân họ. Và khi các vị khu câu hỏi trong cái giảng đường để khởi lên cái chuyện như vậy thì
mới nói rằng than ôi chịu não Mahamoggallana tự mình chịu một cái chết thật là không xứng đáng, bởi vì ngài là đệ nhất thần thông. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng này các tỳ khu, hôm nay các thầy ngồi đây bàn luận về vấn đề gì? Thì vị tỳ kheo mới nói bạch ngài chuyện như vậy. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn mới giải thích rằng này các tỳ khu, trong cái kiếp sống Moggallana đã chết một cách không xứng đáng. Kiếp này thì như vậy là do nghiệp của thầy đã tạo trong quá khứ khiến cho người chết một cách không xứng đáng. Như vậy ngài là bậc A-la-hán thượng thủ thinh văn, nhưng cái chết của ngài thì rất là vẻ bề ngoài thì chúng ta cảm thấy rất là bi thương, phải không ạ? Vậy thì bạch ngài, cái kiếp trước của trưởng não đã tạo cái nghiệp gì? Thì Đức Bổn Sư thuật lại cái tức chuyện xưa đó thì chúng ta đã biết rồi. Ngài chuyện xưa là đã nghe cái người vợ mà đã hãm hại, đã tính giết cha mẹ của mình, đã tính giết hại cha mẹ của mình. Và Đức Bổn Sư chấm dứt cái câu chuyện về cái tiền nghiệp của ngài trưởng não Mahamoggallana rồi giảng tiếp. Để các tỳ kheo sau khi tạo bấy nhiêu thiện nghiệp, Moggallana đã bị thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa ngục, rồi do quả dư sót sanh lên làm người, còn bị giết chết và đập nát thay như vậy hàng trăm kiếp. Thế thì Moggallana sở dĩ chết như vậy là do tiền nghiệp của mình mà thôi. Còn 500 tên kiếp và 500 tu sĩ ngoại đạo đã hại đến bậc vô hại, là con trai của Như Lai, nên mới chịu chết một cách không thuận an như thế. Quả thật, kẻ làm hại người vô hại tất phải gặp một trong 10 cái điều hạnh tai họa, không thể sai được. Và ngài đọc lên cái bài kệ Appadutesu Dusati Dasa Namanya Narangthanang Khipapmewa Nigachati Vedanam Parusang Cha Chalin Sariyasa Chaphe Dhanam Garukam Vapi Apatham Chittakhe Pang Vapapure Yachatowa Upap Sắc gần Áp phát khả năng Quá đà rút năng Paris khác dần Quá nà Quá nhà tị năng Thô ga năng Quá Quá phần gắt năng. Nếu lấy đau gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này: tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bệnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp là vô thường, nhưng mà nhân duyên của nó luôn luôn là sự tiếp nối của tích lũy. Mặc dầu về phương diện thì không có ngài một kiện liên nào cả, không có Đức Phật nào cả, không có vị A-la-hán nào cả, mà chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà sự tích lũy, tâm luôn luôn có sự tích lũy, tham có sự tích lũy, sân có sự tích lũy, si có sự tích lũy,
thiện hay bất thiện đều có sự tích lũy. Và chính cái sự tích lũy này, chúng tạo ra nghiệp và quả của nghiệp. Và từ khoảnh khắc này được tiếp nối qua những khoảnh khắc khác. Chính vì vậy mà không trên trời dưới biển, dạ thưa quý vị con nghe chưa? Alo. Dạ thưa quý vị, tất cả những cái khổ đau, những cái ác nghiệp cũng đều do chúng ta không có tỉnh giác được về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong cuộc sống. Những cái khoảnh khắc của pháp này, chúng thật là rỗng không, là hư ảo, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vì đã nhiều kiếp chúng ta không được nghe lời dạy của Ngài. Chính vì qua các cái căn môn này, chúng ta nghĩ rằng chấp thủ thân này là tôi, cái thấy này là tôi, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm này là tôi, cảm giác này là tôi. Chính vì cái bản ngã chúng ta được hình thành lên do vô minh. Không thấy được những cái pháp này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là đáng để ly tham, để đoạn diệt, để đoạn diệt. Cũng vậy thì chúng ta thấy Ngài Mục Kiền Liên do nhiều kiếp sống, mà sao vậy? Cũng vì nghe lời vợ mình xúi dục, mà ngay kể cả cha mẹ mình. Vậy chúng ta thấy đến cha mẹ đẻ ra mình, và cái người vợ thì là cái người dưng nước lã, nhưng mà vì sao? Vì nghe, vì ái luyến, vì tham dục, nên là khi người vợ xúi dục là giờ giết chết cha mẹ để ta khỏi phải nuôi, khỏi phải vướng bận, khỏi phải chăm sóc về già, khỏi phải cực khổ. Cha mẹ già thì trước sau thì cũng chết, và chúng ta có được một cái đời sống
nó thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn, không có bị ràng buộc để tha hồ. Chúng ta sống tự do trong cái hưởng dục ái. Chính vì vậy mà chúng ta thấy như sao? À, Ngài đã nghe. Dạ, sư ơi, sư rớt mít rồi. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cầm mít lại. Dạ, sư rớt mít rồi. Dạ, con dâng mít đến sư nha. Nam mô Bích Hà. Dạ, chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cầm mít ạ.
Dạ cảm ơn Đăng Đông, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ mình chào Hoa Nguyệt. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Bạch đại đức đại nhẫn có nghe được âm thanh con không? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Dạ còn nếu mà sư không nghe âm thanh con thì dạ chắc con thấy cũng đã hết giờ rồi. Dạ nếu mà sư không cho con tín hiệu là con mời mời Cẩm Vân. Cẩm Vân ơi có trước máy không? Cảm ơn trước máy lên thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đi Cẩm Vân ơi. Rồi mời Cẩm Vân nha. Nhục Quỳnh thấy cũng hết giờ rồi mà chắc là đại đức đại nhận không cầm mịch được nữa rồi. Dạ mời Cẩm Vân. Dạ ở Việt Nam hôm nay gió lắm, đường truyền của sư bị quản rồi. Dạ con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con.